140. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban ngày, rồi đã làm dấu hiệu nghĩ rằng ta sẽ lấy trộm vào ban đêm. Vị ấy nhận ra vật ấy, rồi đã lấy trộm vật ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban ngày rồi đã làm dấu hiệu nghĩ rằng ta sẽ lấy trộm vào ban đêm vị ấy nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật khác vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban ngày rồi đã làm dấu hiệu nghĩ rằng ta sẽ lấy trộm vào ban đêm vị ấy nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm vật ấy vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban ngày rồi đã làm dấu hiệu nghĩ rằng ta sẽ lấy trộm vào ban đêm vị ấy nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm vật khác vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban ngày rồi đã làm dấu hiệu nghĩ rằng ta sẽ lấy trộm vào ban đêm vị ấy nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật dụng của chính mình vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi không phạm tội parajika mà phạm tội dukkata tác ác. 141. Vào lúc mấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy túi sách ở trên ghế, nghĩ rằng trong khi lấy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội barajika, nên đã di chuyển luôn cả cái ghế rồi mới đoạt lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội barajika? vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 142 Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có định trộm cắp, đã lấy trộm nệm của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, Ngươi đã phạm tội Barajika. 143 Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có định trộm cắp, đã lấy trộm y ở sào máng y. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Barajika. 144 vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ sau khi lấy trộm y ở trong trú xá nghĩ rằng khi đi ra khỏi đây thì ta sẽ phạm tội barajika rồi đã không đi ra khỏi trú xá các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu kẻ rồ dại ấy có đi ra hay không đi ra cũng đã phạm tội barajika 145 Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu là bạn bè, một vị đã đi vào làng để khất thực, còn vị thứ nhì, trong khi vật thực cứng của hội chúng được phân phát, đã nhận phần của người bạn và đã thọ dụng do sự thân thiết với vị ấy. Vị kia biết được đã cỡ trách vị ấy rằng, Ngươi không phải là sa môn, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con lấy do sự thân thiết. Này Tỳ khưu, trường hợp lấy do sự thân thiết thì vô tội. 146. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thực hiện việc May y khi vật thực cứng của hội chúng được phân chia các phần chia của tất cả các vị đã được mang đến và để ở bên cạnh có vị tỳ khưu nọ lầm tưởng phần chia của vị tỳ khưu khác là của mình nên đã thọ dụng vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng ngươi không phải là sa môn. vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị lầm tưởng là của mình thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thực hiện việc may y, khi vật thực cứng của hội chúng được phân chia, phần chia của vị tỳ khưu nọ được mang lại bằng bình bát của vị tỳ khưu khác đã được để xuống gần đó. Vị tỳ khưu chủ nhân của bình bát lầm tưởng là của mình, nên đã thọ dụng. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng, Ngươi không phải là sa môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị lầm tưởng là của mình thì vô tội. 147 Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài rồi mang theo gói xoài và bỏ đi những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy khi nhìn thấy những người chủ các kẻ trộm đã đánh rơi gói xoài rồi tẩu thoát các vị tỳ khưu tưởng rằng gói xoài ấy là vật quăng bỏ băm sukula nên đã cho người nhặt lấy rồi đã thọ dụng những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi ấy các ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, chúng con lầm tưởng là vật quăng bỏ. Này các tỳ khưu, vị lầm tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái táo hồng, rambu sau khi gom các trái táo hồng lại rồi đã mang theo gói táo hồng và bỏ đi những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy khi nhìn thấy những người chủ các kẻ trộm đã đánh rơi gói táo hồng rồi tẩu thoát các vị tỳ khưu tưởng rằng gói táo hồng ấy là vật quan bỏ băng su kula nên đã cho người nhặt lấy rồi đã thọ dụng những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các ngươi không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị lầm tưởng là vật quang bỏ thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái bánh mì, Lapuja. Sau khi gom các trái bánh mì lại, rồi đã mang theo gói bánh mì và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói bánh mì rồi tẩu thoát. Các vị tỳ khưu tưởng rằng gói bánh mì ấy là vật quăng bỏ, ban sukula nên đã cho người nhặt lấy rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các ngươi không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vị lầm tưởng là vật quang bỏ thì vô tội vào lúc bấy giờ có các kẻ trộm trái mít panasa sau khi gom các trái mít lại rồi đã mang theo gói mít và bỏ đi những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy khi nhìn thấy những người chủ các kẻ trộm đã đánh rơi gói mít rồi tẩu thoát. Các vị tỳ khưu tưởng rằng gói mít ấy là vật quan bỏ, băng su nên đã cho người nhạc lấy rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng, các ngươi không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn này các tỳ khưu vị lầm tưởng là vật quang bỏ thì vô tội vào lúc bấy giờ có các kẻ trộm trái chà là talapaka. sau khi gom các trái chà là lại rồi đã mang theo gói già là và bỏ đi những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy khi nhìn thấy những người chủ các kẻ trộm đã đánh rơi gói già là rồi tẩu thoát các vị tỳ khưu tưởng rằng gói già là ấy là vật quan bỏ băng su nên đã cho người nhạc lấy rồi đã thọ dụng những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các ngươi không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội barajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vị lầm tưởng là vật quan bỏ thì vô tội vào lúc bấy giờ có các kẻ trộm mía, ốc chu. Sau khi gom mía lại, rồi đã mang theo gói mía và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói mía rồi tẩu thoát. Các vị tỳ khưu tưởng rằng gói mía ấy là vật quăng bỏ, băng su nên đã cho người nhặt lấy rồi đã thọ dụng những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các ngươi không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vị lầm tưởng là vật quan bỏ thì vô tội vào lúc bấy giờ có các kẻ trộm dưa Timbarushaka, sau khi gom các quả dưa lại rồi đã mang theo gói dưa và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói dưa rồi tẩu thoát. Các vị tỳ khưu tưởng rằng gói dưa ấy là vật quăng bỏ, băng su kula, nên đã cho người nhặt lấy rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các ngươi không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị lầm tưởng là vật quan bỏ thì vô tội. 148 Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài rồi mang theo gói xoài và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy khi nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói xoài rồi tẩu thoát. Các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp, phải ăn, trước khi những người chủ nhìn thấy. Rồi đã thọ dụng, những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng, các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định. Phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu các ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có các kẻ trộm trái táo hồng sau khi gom các trái táo hồng lại rồi đã mang theo gói táo hồng và bỏ đi những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy khi nhìn thấy những người chủ các kẻ trộm đã đánh rơi gói táo hồng rồi tẩu thoát các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp, phải ăn trước khi những người chủ nhìn thấy. Rồi đã thọ dụng, những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: "Các người không phải là sa môn." Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Nay các tỳ khưu các ngươi đã phạm tội Barajika. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái bánh mì, sau khi gom các trái bánh mì lại, rồi đã mang theo gói bánh mì và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói bánh mì rồi tẩu thoát. Các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp, phải ăn trước khi những người chủ nhìn thấy. Rồi đã thọ dụng, những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các người không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc điều học đã được đức thế tôn quy định phải chăng chúng ta đã phạm tội parajika các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu các ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có các kẻ trộm trái mít sau khi gom các trái mít lại rồi đã mang theo gói mít và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói mít rồi tẩu thoát. Các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp, phải ăn trước khi những người chủ nhìn thấy. Rồi đã thọ dụng, những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các người không phải là sa môn. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái chà là. Sau khi gom các trái chà là lại, rồi đã mang theo gói chà là và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói chà là rồi tẩu thoát. các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp phải ăn trước khi những người chủ nhìn thấy rồi đã thọ dụng. những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các người không phải là sa môn. các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. điều học đã được đức thế tôn quy định phải chăng chúng ta đã phạm tội barajika? các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm mía. Sau khi gom mía lại, rồi đã mang theo gói mía và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói mía rồi tẩu thoát. Các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp, phải ăn trước khi những người chủ nhìn thấy. Rồi đã thọ dụng những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các người không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc điều học đã được đức thế tôn quy định phải chăng chúng ta đã phạm tội parajika các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu các ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có các kẻ trộm dưa sau khi gom các quả dưa lại rồi đã mang theo gói dưa và bỏ đi những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy khi nhìn thấy những người chủ các kẻ trộm đã đánh rơi gói dưa rồi tẩu thoát các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp phải ăn trước khi những người chủ nhìn thấy rồi đã thọ dụng những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng các người không phải là sa môn các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. 149 vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm xoài của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm trái táo hồng của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm trái bánh mì của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội barajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội barajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm trái mít của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm trái chà là của hội chúng vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội barajika. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm mía của hội chúng, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội barajika. Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội barajika. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm dưa của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 150 Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ, sau khi đi đến vườn hoa, khởi tâm trộm cắp, rồi đã lấy trộm bông hoa, đã được hái, trị giá năm masaka vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến giường hoa đã hái bông hoa trị giá năm masaka rồi khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 151 Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này. Này Đại Đức, tôi sẽ nhân danh Đại Đức nói với gia đình hộ độ của Đại Đức điều đã được đại đức nói ra. Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại một tấm giải tròn và đã sử dụng cho bản thân. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: "Ngươi không phải là sa môn." Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này Tỳ khưu, ngươi đã không phạm tội barajika." và này các tỳ khưu không nên nói rằng tôi sẽ nhân danh đại đức nói điều đã được đại đức nói ra Tô, vajimi vị nào nói thì phạm tội dukata tác ác vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đi đến ngôi làng nhỏ có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này này đại đức đại đức hãy nhân danh tôi nói với gia đình hộ độ của tôi Điều đã được tôi nói ra. Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại hai tấm giải tròn rồi đã sử dụng cho bản thân một tấm và đã đưa cho vị tỳ khưu kia một tấm. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng Ngươi không phải là sa môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn này tỳ khưu ngươi đã không phạm tội barajika và này các tỳ khưu không nên nói rằng đại đức hãy nhân danh tôi nói điều đã được tôi nói ra Tô vajehi vị nào nói thì phạm tội dukata tác ác vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này này đại đức tôi sẽ nhân danh đại đức nói với gia đình hộ độ của đại đức điều đã được đại đức nói ra vị kia cũng đã nói như vậy đại đức hãy nhân danh tôi nói với gia đình hộ độ của tôi điều đã được tôi nói ra vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại một a ha căng bơ lỏng một tu lăng mật đường và một đô nang gạo rồi đã thọ dụng cho bản thân vị kia biết được đã cỡ trách vị ấy rằng Ngươi không phải là sa môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội Barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã không phạm tội Barajika. Và này các tỳ khưu, không nên nói rằng tôi sẽ nhân danh Đại Đức nói điều đã được Đại Đức nói ra. Và không nên nói rằng Đại Đức hãy nói nhân danh tôi điều đã được tôi nói ra. Vị nào nói thì phạm tội Dukata tác ác. 152 Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ mang theo viên ngọc mani quý giá cùng đi đường xa với vị tỳ khưu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế, người đàn ông ấy đã lén bỏ viên ngọc mani vào trong túi sách của vị tỳ khưu ấy và sau khi qua khỏi trạm thuế đã lấy lại vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu khi ấy ngươi có tâm gì bạch thế tôn con không biết này tỳ khưu vị không biết thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ mang theo viên ngọc mani quý giá cùng đi đường xa với vị tỳ khưu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế, người đàn ông ấy giả dờ bị bệnh, rồi đã trao gói đồ của mình cho vị tỳ khưu ấy. Sau đó, khi đã qua khỏi trạm thuế, người đàn ông ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Thưa ngài, Xin hãy trao gói đồ cho tôi, tôi không có bệnh. Này đạo hữu, tại sao ngươi đã làm như thế? Khi ấy, người đàn ông ấy đã kể lại sự việc ấy cho vị tỳ khưu ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn con không biết. Này tỳ khưu, vị không biết thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đường xa cùng với đoàn xe. Có người đàn ông nọ đã dùng tài vật mua chuộc vị tỳ khưu ấy. Đến khi nhìn thấy trạm thuế đã trao cho vị tỳ khưu ấy viên ngọc mani quý giá, nói rằng Thưa ngài, hãy đem viên ngọc mani này qua khỏi trạm thuế. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã đem viên ngọc mani ấy qua khỏi trạm thuế vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika 153 vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đã thả ra con heo rừng bị mắc bẫy vì lòng thương xót Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con gì lòng thương xót thôi thúc. Này Tỳ khưu, vị vì lòng thương xót thôi thúc thì vô tội vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đã thả ra con heo rừng bị mắc bẫy với tâm trộm cắp phải hành động trước khi các người chủ nhìn thấy vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội parajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đã thả ra con nai bị mắc bẫy vì lòng thương xót. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì?" Bạch Thế Tôn, "Con vì lòng thương xót thôi thúc. Này tỳ khưu, vị vì lòng thương xót thôi thúc thì vô tội." vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đã thả ra con nai bị mắc bẫy với tâm trộm cắp phải hành động trước khi các người chủ nhìn thấy vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội barajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu ngươi đã phạm tội barajika vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đã thả ra những con cá bị dướng vào rọ vì lòng thương xót vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu khi ấy ngươi có tâm gì bạch thế tôn con gì lòng thương xót thôi thúc này tỳ khưu vị vì lòng thương xót thôi thúc thì vô tội vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đã thả ra những con cá bị dướng vào rọ với tâm trộm cắp. Phải hành động trước khi các người chủ nhìn thấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Barajika. 154 vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy gói đồ ở trong chiếc xe, nghĩ rằng trong khi lấy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội Barajika nên đã bước lên đánh xe đi rồi mới đoạt lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc phải chăng ta đã phạm tội Barajika. Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Barajika. 155 Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đã nhặt lấy miếng thịt bị chim ưng tha đi, nghĩ rằng ta sẽ cho lại những người chủ. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng ngươi không phải là sa môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, vị không có tâm trộm cắp, thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhặt lấy miếng thịt bị chim ưng tha đi với tâm trộm cắp. Phải hành động trước khi các người chủ nhìn thấy. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng, Ngươi không phải là sa môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội barajika.